Steven Gap. Chào các bạn nhé. Làm một video để bắt mật con cá nhé. Bây giờ mình đi đánh mật. Nếu con đang qua đi đâu con cũng đi theo thì có được không? Hai, hôm nay là thứ bảy. Con trai của mình hỏi mình: ba ơi, hôm nay có gì vui không ba? Ừ, có chứ con. Đi theo ba là có. Cái trò này hay lắm nè. Thế là hai cha con bắt đầu hành trình của mình. Hôm nay hai cha con đi bắt cá suối đó các bạn. Hai cha con sử dụng xa đốc là một trong những công cụ khai thác thủy sản truyền thống của người đồng bào dân tộc Cơ Tu. Xa đốc chuyên dùng để bắt cá lớn, cá bé tùy theo kích cỡ và vị trí cần đặt. Mưa bắn này nữa.
ngon quá lắm. Thơm, ngon nữa.